Chào mừng các em lại đến với kênh Bé Úc Chi Bi. Video này là video kiểm hàng của ngày 10 tháng 7 năm 2017 phần 2 nha. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm hàng nhé. Đơn hàng đầu tiên của chị ngày hôm nay là đơn hàng của bạn Lê Thị Mỹ Trâm. Mã đơn hàng là A175. Tổng tiền hàng là 208.000 và tiền ship sẽ trả thêm riêng nhé. Mỹ Trâm đặt đó là một chibi trai. Đây là chibi nam. Tiếp đến là hai chibi 16.000. Đây là một chibi 16.000 nè. Hai chibi 16.000 là ba chibi ha. Tiếp đến là một búp bê mắt đá. Đây là một búp bê mắt đá 35.000 đồng. Rồi tiếp đến là một anh Ken 45.000. Đây là anh Ken 45.000 đồng. Một cái tủ năm học. Đây là cái tủ năm học nha. Đây là cái tủ năm học. Đó, có hình voi bơi, voi đua xe ha. Tiếp đến là 5 bịch móc. 1, 2, 3, 4, 5 bịch móc. Và cuối cùng là một chibi 20.000 đồng. Đây là chibi 20.000 đồng ha. Chibi 20 á thì nó cao hơn chibi 16 nha. Này nó chỉ dính thôi, không sao hết nha. Rồi, như vậy là đơn hàng của Lê Thị Mỹ Trâm đã đủ rồi nha các em. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Cẩm Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tiên đặt một cái tủ hồng. Đây là cái tủ hồng hình Doraemon nha. Rồi, tiếp đến là 4 bịch ly. 1, 2, 3, 4. Tiếp đến là 2 bịch phụ kiện. 1. Và đây là một bịch phụ kiện nữa nha, là 2 bịch phụ kiện. Tiếp đến là 2 cái váy 16.000. Đây là một cái váy 16.000 màu vàng, đó kim tuyến. Đẹp không? Đó, có viền cái hồng này ha. Và một cái váy 16.000 nữa, hình bông hoa lấp lánh ha. Và cuối cùng là một cái giường 70.000 đồng. Đây là cái giường 70.000 đồng màu hồng. Đó, có cái gối hồng, gối đầu này, gối ôm nè. Đó, ráp lại ha. Rồi, như vậy là đơn hàng của Cẩm Tiên đã đủ rồi nha. Mã đơn hàng là A173 cộng 194.000 đồng là tiền hàng. Và tiền ship em sẽ trả thêm cho người giao hàng nữa nha Cẩm Tiên. Cảm ơn Cẩm Tiên nha. Và tiếp tục đây là đơn hàng của bạn Khả Doanh đấy mấy bạn. Bạn Khả Doanh ở Bạc Liêu á. Bạn Khả Doanh cũng là một khách hàng thân thuộc của chị. Nếu như mà sau này tiếp tục á, thì chị sẽ có những cái quà tặng đặc biệt cho quà tặng bất ngờ cho Khả Doanh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra mặt hàng của Khả Doanh đặt ngày hôm nay trong đơn hàng A170 gồm có là một vỉ giày 17.000. Đây là vỉ giày 17.000 này nha Khả Doanh. Đó. Rất là đẹp. Tiếp đến là ba cái váy 6.000 đồng. Đây là một cái váy 6.000 đồng nè. Đó, váy tím có bông hoa. Rồi, váy hoa hồng. Váy xám. Xám và xám đen. Tiếp đến là một cái giường. Cái giường cộng với em bé 160.000 đồng. Đây là cái giường có em bé nè. Đó, em bé ngồi ở trong á, để chị dẹp cái này qua. Rồi, thấy không? Có em bé nè, có bộ ra gối nè. Cái giường hình bông hoa hồng ha.
mình có thể lắp ráp mở ra như thế này. Đây là cái hình, nó có nhạc nữa nha. Đây là đồ chơi trẻ em đa năng có nhạc, hàng Việt Nam đấy mấy em. Đó, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây, búp bê có thể ngồi như thế này hoặc nằm như thế này. Có cái mùng ha, có cái mùng nè. Rồi, ngồi như thế này, rồi chúng ta có thể gấp xếp lại ha. Rồi, tiếp theo đơn hàng là hai áo kiểu 60. Đây là một áo kiểu 60 nè, gồm có cái mắt kiến nè ha. Có cái áo dài tay, cái túi màu da. Ấy lộn, cái túi màu nâu cùng với cùng tông ha, cùng tông với cái khăn choàng và cái áo khoác nè. Quần jean thì lẫn gấu lên rất là thời trang. Và đôi giày này nữa nha. Tông màu tím á. Đó, màu tím đậm đậm rất là đẹp. Đó, rất là thời trang. Và đây là cái bộ đồ thời trang nữa, gồm có cái này nè, cái này là để che lên đầu á mấy em. Đó, rất là thời trang ha. Đó, hoặc có thể là để bịt mắt lại, tối búp bê đi ngủ bịt mắt lại đi ngủ. Một cái áo khoác hồng nè, may rất là kỹ mấy em thấy không. Đó, viền bèo 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 nữa chứ. Cái áo búp bê nhỏ xíu mà sao may được hay ghê. Rồi ở bên trong là một cái áo thun, áo thun vạt xéo nè, mấy em thấy vạt xéo không, áo nó cao lên tới chồng á ha. Tiếp đến là một cái quần leggings, quần ôm ha, quần tay ôm. Rồi một cái giỏ xách màu xám cùng màu với cái váy, và đôi giày hồng thì cùng màu với cái váy, à cái áo khoác. Nói chung là rất là sành điệu. Tiếp đến là một vỉ phụ kiện. Ôi, ghi lộn rồi. Vỉ phụ kiện là tới 140 lận. Rồi, do là anh ghi lộn mới nha Khải Doanh. Tức là cái vỉ này nè, không phải là tức là ai cũng vậy thôi nè, em đếm thì nha. 1 2 3 4 5 6. 6 ha, chiều dọc 6 nè, 1 2 3 4 5. 5 lần 6 là 30 bịch. 30 bịch là 150.000, chỉ bớt 10.000 là còn 140.000 đồng nha. Và tiếp theo và sẵn đây, sẵn cái này thì chị cũng nói thêm là đợt hàng kỳ này chị có tặng cho Khải Danh một bộ mềm cộng với cái khăn. Đây là hàng tặng, không tính tiền nha. Chỉ kèm theo thôi. Là gồm có một cái mền nè. Đó, cái mền vải màu vàng rất là đẹp. Một cái khăn mặt màu xanh và một cái khăn tắm là màu hồng nha. Đó là quà tặng cho Khải Danh. Cảm ơn Khải Danh đã ủng hộ kênh Bé Út Chibi trong suốt thời gian qua nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra đơn hàng của Khải Danh. Vỉ phụ kiện là 140 tới cái tủ 5 hộp. Đây là cái tủ 5 hộp nha. Rồi, tiếp đến là 5 bịch giày. Và đây là 5 bịch giày nè. 1, 2, 3, 4 và 5 bịch giày. Tiếp đến là một bộ gối 18.000. Đây là bộ gối 18.000 ha. Đó, bộ gối 18.000. Và một bịch ly. Đây là bịch ly. Rồi, cái bộ mền và khăn là chị tặng cho Khải Danh là chị đã bỏ vô rồi nhé. Và đây là cái vỉ giày nữa nè. Rồi, cảm ơn Khải Danh rất là nhiều nhé. Hy vọng em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Bé Út Chibi trong thời gian tới nha. Rồi. Tiếp theo, đây là đơn hàng của bạn Đặng Ngọc Như Quỳnh. Mã là A174, tổng là 51.000 đồng. Như Quỳnh ở Bình Dương. Như Quỳnh đặt chị một búp bê mắt đá 35.000. Đây là mắt đá 35.000. Tóc màu hồng, rất là dễ thương. Váy trái tim ha. Và một vỉ giày 16.000. Đây là vỉ giày 16.000 đồng nha. Rồi, tiếp theo là đơn hàng của bạn Vũ Hà Phương. Mã đơn hàng là 1A169. Hà Phương cũng ở Bình Dương luôn đó mấy em. Rồi, gồm có một cái giường 70.000. Đây là cái giường 70.000 đồng nha. Đó, mấy bạn ở Bình Dương á là tiền ship sẽ rất là rẻ nha. Có cái gối nữa nè ha. Là cùng quê hương với chị đó, Bình Dương thân yêu.
Đó, một cái tủ hồng. Đây, đây là cái tủ hồng có hình Hello Kitty. Đó, có gương đồ đầy đủ nha. Và hai bịch móc. Đây, để chị xem. Rồi, đủ rồi, hai bịch móc. Một búp bê mắt đá 35.000. Đây là búp bê mắt đá. Đó, tóc màu hồng 35.000 đồng đã được quấn cái mặt lại bảo vệ. Áo caro này lạ quá mấy em ha. Bữa giờ mới thấy cái áo caro này. Rồi, hai bịch phụ kiện. Wow. Hà Phương thật là may mắn khi mà những người mà soạn hàng của chị á, lại bóc trúng cho em hai cái bịch phụ kiện nè. Đẹp ơi là đẹp luôn đó Hà Phương. Rồi, chúc em vui nha. Rồi, chúng ta tiếp tục kiểm tra đơn hàng của bạn Trần Thị Thu Phương ở Gia Lai Pleiku. Bạn đó đặt là một mắt đá 35. Đây, đây là mắt đá 35. Tóc màu vàng, rất là óng ánh ha. Và bộ váy hồng nữa, rất là đẹp. Rồi, tiếp đến là một bịch giày. Bịch giày 5.000 mà ghi là bịch giày 3.000. Rồi, chị đã sửa lại là bịch giày 5.000 đồng. Như vậy là tiền của em nó sẽ thêm 2.000 nữa là 109.000 nha. Rồi, đây là bịch giày 5.000 đồng. Đó, có một đôi màu xanh, một đôi hình ngôi sao. Rồi đôi này và một đôi cho Chibi nữa nha. Tiếp đến là một bịch phụ kiện 5.000 đồng. Đây là bịch phụ kiện nè, có cái gương nữa nè. Em thật là may mắn á, nhiều người thích cái gương lắm mà có khi không có được đó nha. Rồi còn kèm theo một cái giỏ xách hình cái túi nơ này nữa chứ, rất là đẹp. Rồi hai búp bê Ken. Một cái váy 6.000. Đây, đây là cái váy hình bông hoa ha, 6.000 đồng. Hai anh Ken 26.000 đồng đây. Đây là hai anh Ken 26.000. Và một cục xúc sắc. Đó, cục xúc sắc 6.000 đồng ha. Rồi, như vậy là đơn hàng của Trần Thị Thu Phương đã đủ rồi nha em. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra đơn hàng của bạn Phan Nguyễn Quốc Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặt gồm có là 10 bịch phụ kiện 5.000 đồng. Mỗi bịch 5.000 đồng. Đây là một bịch phụ kiện túi màu. Cái này nó dính ở bên ngoài thôi nha, không có gì hết nha. Nè, em thấy không? Đó, nó dính bên ngoài thôi ha. Một nè. Hai nè, hai là cái túi cam. 3, 4, 5, 6, 6 là túi trái tim. Wow, 7 là cái túi màu xám nè. Cái túi này rất là nhiều người bạn thích luôn á. Mà nó lâu lâu nó mới có được một cái như vậy nè. Thí dụ như máy vỉ luôn á, nó mới được một cái như nè. Đó, rất là đẹp nha. Coi như là 5 rồi 6, 7 nè, 8 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nha. Đủ 10 bịch phụ kiện. Kèm theo là 2 bịch ly. Đây là 2 bịch ly. Một vỉ giày 17.000. Đây, đây là vỉ giày 17.000. Có đôi giày của Ken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 đôi. Và đôi giày 16.000, vỉ giày 16.000 thì có 9 đôi thôi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9 đôi nha. Rồi, như vậy là đơn hàng của Phan Nguyễn Quốc Tuấn, mã đơn hàng là A168, 93.000 đồng đã đủ rồi nha. Cảm ơn Quốc Tuấn và các bạn rất nhiều nha. Hồi nãy chị kiểm tra lại thì tội nghiệp bạn Quốc Tuấn mua 10 bịch giày nhưng trong đó là có 4 bịch này giống nhau. Có nghĩa là 2 bịch màu hồng nè giống y như nhau. Rồi 2 bịch cái túi màu xanh nè cũng con cá nè ha, giống nhau. Cho nên là bây giờ chị sẽ đổi lại cho Quốc Tuấn nha, mỗi cái khác nhau nha Tuấn. Rồi chị sẽ lấy 2 bịch này
và chị sẽ đổi lại cho em một cái vịt vỏ xanh ha. Vịt vỏ xanh này cũng rất là đẹp lạ ha, ít lắm ở nhà lâu lâu mới có, kèm theo cái vương miện nè. Và đổi lại cho em cái vịt tím đó, cái vịt tím nè, em thấy đẹp không? Wow, chị thích cái này ghê, nó làm giống như là vỏ cối vậy đó, đôi giày màu vàng và cái nơ nè đó, cái nơ, cái cài tóc á, cái cài tóc cho búp bê giống như cái tay chuột vậy đó, cái cài tóc cho búp bê ha, rất là đẹp. Chị đổi lại cho em hai vịt này nha. Hy vọng là với sự tận tâm của chị như thế này á, thì các em sẽ luôn yêu thích kênh Bé Út Chibi và sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Bé Út Chibi trong thời gian tới nha. Các em liên hệ đặt hàng qua số điện thoại 0937 899 707 sau 6 giờ chiều. Do là chị đi làm cả ngày cho nên là chị đi làm ban ngày cho nên chiều chị mới bỏ máy, mà các bạn gọi nhiều thì nó hơi khó gọi một chút xíu. Các em cố lên nha. Và các em phải nhớ là xin phép ba mẹ trước khi mà mua hàng nhé. Vì nếu như mà hàng mà đến nhà đó mà ba mẹ mà không đồng ý á, thì ba mẹ sẽ la đó, có khi phạt các em nữa. Chị không muốn các em ngoan ngoãn của chị bị ba mẹ phạt đâu nha. Các em phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, phải xin phép ba mẹ trước khi mua hàng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra đơn hàng cuối cùng của chị ngày hôm nay, là đơn hàng của bạn Dương Thị Mai Ngọc. Mã đơn hàng là A172. Mai Ngọc đặt là một bịch móc 3.000 đồng. Đây là bịch móc 3.000 đồng. Một vỉ giày 17.000 đồng. Đây là vỉ giày 17.000 đồng ha. Rất là đẹp nha. Đôi giày này nè cũng đẹp ghê á ha. Các em dòm rõ không? Đó. Thấy không? Đó, đôi nào cũng đẹp hết nha. Đó. Rất là đẹp ha. Và hai bịch phụ kiện. Đây, một bịch và hai bịch phụ kiện. Rồi chị cảm ơn Dương Thị Mai Ngọc cũng như là các bạn rất là nhiều, các em đã ủng hộ kênh của chị, cũng như là cảm ơn các bậc phụ huynh đã ủng hộ mua đồ kênh Bé Út Chibi, lựa chọn mua đồ trên kênh Bé Út Chibi cho các cháu, cho các em. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nếu như mà có cái sự chậm trễ ở trong việc trả lời tin nhắn hay là nghe điện thoại thì rất mong hãy thông cảm giùm, bởi vì làm việc bán thời gian cho nên là không có nhiều thời gian ha. Nếu như các em thích những video kiểm hàng thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi nha. Và hãy nhớ ủng hộ chị nha. Bye bye. Bye bye. Yêu các em rất rất là nhiều. Đây là trái tim.